Rồi hello, chào các bạn quay lại kênh của mình. Nay lại đi tham quan một cái hồ nữa các bạn. Hồ đang xây. Wow, đang thấy đá đang chất nè. Hồ đây hả anh? Wow, hồ rất là bự luôn các bạn, rất là sâu, có mấy ô lọc này các bạn thấy không? Này là chắc là bên thợ tiểu cảnh người ta làm thấy đá đồ. Trước mắt thì mình thấy một ống hút đáy 90, hai ống mặt 42 các bạn, ống luồng. Ủa anh, cái ống hút đáy anh đi 90 hả? Đúng nè. Hút đáy nè. Còn cái kia hai ống hút mặt hả? Hai cái ống thổi luồng. Còn hai ống hút mặt là ống 42. Ống 42 hả? Ừ. Anh đặt ống 27. Anh biết sao anh đặt cái hút mặt ở đó nó hơi xa. Tại nó có cái vỏ rác. À. Mình mỗi lần mà rác hay gì mình với tới mình lấy thì không có được. Thường người ta đặt ở ngay cái vách đây hoặc là cái vách nào gần chỗ mình nhất để mình lấy á. Cái này thì tại vì cái này là mình mới là cái bờ thôi, còn mình còn xếp bé ra nữa. Dạ. Cái kia chắc hơi xa, còn không anh ở trên này anh đi đá nữa mà đúng không? Ừ, còn vậy đi thì đá nữa mà. Vậy là chắc lấy được. Tại vì cái hàng nam bộ của mình nó sẽ nằm ở ngay chỗ này. Dạ. À, cái đá này gọi là đá gì anh ha? Ủa, không biết đá này. Đá này đẹp em có biết không? Cái đá này là đá cổ thạch. À đá cổ thạch. Em nhớ vậy thôi chứ cũng không biết nên hỏi lại chắc. À cái hút à ngang láng anh về đây. Hả? Hút mặt hút đáy anh về đây hết. Hút mặt hút đáy về đó. Rồi, ô này anh để gì? Ô này là mình đang là tính là để đá lọc hoặc là lưới lọc. Dạ rồi, rồi tới sang qua đây, tới ô này. Sang này cũng vậy. Dạ. Rồi mấy bơm anh để đây hả? Bơm hút mình để đây. Rồi sau cái bên này anh làm cái gì? Xúc đáy. Xúc đáy hả? Có nghĩa là mình tất cả các cái dơ nó dơ rồi mình sẽ xúc vô trong đó. À, có nghĩa là mình rút hết ra cho anh nó thấy có ống. Mình mấy cái ống nhỏ nhỏ dưới hả? À, mấy ống nhỏ nhỏ dưới đó. Rồi anh hút vô đây. À, rút vô đấy hết. Xong rồi anh lấy mấy bơm lên. Bơm ra. À. Dạ dạ. Có nghĩa là cái này mình nhìn nó vậy nhưng mà nó phải vô trong dưới. Ủa đây. Anh, cái bơm đường bơm ra đâu? Ống bơm ra đâu? Cái này mình đưa ống bơm lên trên này. À, bơm lên trên, anh dùng thác thôi hả? Ờ, đưa lên thác. Rồi còn máy thổi luồng. Máy thổi luồng mình cũng đưa lên đây rồi mình. À, dòng xuống lại. Ờ, tại vì kia kìa, mình đang là tính là làm hai cái để mình có cái kỹ thuật là mình sẽ cho cái nước ở trên thép nó rớt vô cái đó. À dạ. Nó rớt vô cái đó để nó tạo luồng. Như nếu mà tạo luồng như vậy thì nó hơi nếu yếu anh. Cái đó nó yếu thì lúc đó mình sẽ tăng cường bơm. Dạ dạ. Đó, thì mình thấy cái bơm này của anh như thế vậy là có thể là mình tăng cường được. Dạ. Đó. Thì cái phần nó, cái hệ thống nó thì mình đi vào đây. Anh cũng định nuôi cá koi hả? Thì mình cũng đang tính là nuôi cá koi đó. Dạ. Mà nếu mà nuôi cá koi không được thì mình nuôi coi cá. Mình coi cái cục điện sao nó nằm ở trong nhà luôn mình vậy ta? Thì cái cây cột điện này lúc trước nó cái ông anh mình ông ấy đi cái đường dây này tư nhân. Dạ. Nó làm cái này mấy ngày rồi anh? Hả? Làm cái này mấy ngày rồi? Cái này là mình mới có sắp ra đây thôi, còn cái này. Ủa anh tự làm luôn hả? À, mình mới bây giờ mình phải sắp ra mình rửa rồi bắt đầu mình mới em lên. Tưởng là thợ làm. Kêu thợ gì làm chứ? Mình tự làm luôn. Tự làm. Được không? Mình kêu thợ nhiều khi khó khăn lắm. À. Thợ ít. Ủa rồi cái đá này anh nhập ở đâu về không? Cái này mình nhập ở Nghệ An về đó. Nghệ An. Rồi xe tải nó chở về luôn hả? Xe tải chở về đây cho mình. Nó tính tiền sao anh? Thì nó tính tiền cước. Còn cái này thì tính tiền theo số tấn. Cái này nó bán ở ngoài Nghệ An nó bán để anh nhiều tấn. Cái này là tính là bao nhiêu nhỉ? Cái này là 2.500. À 2.500. Dạ rồi 2.500. Rồi về từ ngoài đó chở về tới đây tính tiền ship nhiêu anh? 6 triệu tiền xe. 6 triệu tiền xe. Tiền xe nó là 6 triệu nhưng mà về sau nó cứ nó chỉ nói là hỗ trợ cho nó tiền xe 50. À. Nó hỗ trợ cho mình. Dạ. Là cái này mấy tấn anh? Đố anh đoán được mấy tấn. Em biết đâu mà em hỏi không chứ em biết em chết liền. Thôi. Em mỗi tí đá vậy thôi mà 5 tấn á. 5 tấn à? Dạ. Đá mà nặng là đúng rồi. Chứ hỏi em thì em biết là em mà đoán. Thì mình coi ở trên mạng thì mình thấy người ta nói. Dạ đẹp anh, người ta làm đá này đẹp lắm. Đá này là cái đá mà bây giờ nó đang thịnh. Dạ. Đang cao cấp. Dạ đúng rồi, người ta xếp lên rồi anh tự kêu người ta
bỏ chừng cái khối về hay sao ta? Thì mình kêu người ta rồi, mình cũng nói là mình làm hòn non bộ rồi, mình làm thế hồ cá rồi, họ lựa cho mình. Chứ giờ mà cái xếp ra là cũng ý tưởng rồi là dữ lắm á. Thì có nghĩa là mình cũng cứ ăn xong mỗi ngày mình xếp một cục thôi. Cũng phải nghiên cứu đồ. Nghiên cứu chẳng hạn như mình để cái cục này nó vào cái chỗ nào chỗ đẹp thì mình cứ để nó vô, xong rồi nếu mà được cái là mình nhiều khi là phải ra đây đứng cả ngày. Đứng cả ngày để suy nghĩ. Tại vì mình thật sự ra là mình hợp đồng cái này cho người ta làm. Dạ. Khi mình cắt mình làm mình cuốc hết xong cái họ không làm nữa hả? Không làm nữa. Thế bảo họ không làm nữa thì mình làm. Cái ống kia ống thoát tràn hả anh? Đó, cái ống thoát tràn. Tại vì bên ngoài nó có cái mương. Đá là anh đặt hết trên này mà đúng không? Đá đặt hết đây. Anh có định quét chống thấm hay chống thấm màu đen hay gì không? Anh có sơn màu đen hay là gì không? Cái này là cái sơn này mình pha màu. Sơn pha màu. Sơn chống thấm mình pha màu rồi. Dạ, tại vì em thấy hồ coi người ta sơn màu đen lên cho nó nổi cái con cá lên á. Tại vì nó có cái loại sơn nó màu đen. Dạ. Cái chống thấm á nó màu đen. Là ý là mấy món anh quét nữa hả? Hay sao? Cái này là mình còn quét nữa, tại vì khi mà mình làm rồi mình còn phải làm lại cái này này một lần nữa. Dạ. Tại vì bây giờ mình làm nó nhiều khi nó vẫn còn chưa có ấy rồi mình làm nó còn chảy sét lên á. Dạ. Tại vì cái đáy thì mình đổ dày rồi, cái đáy mình đổ tới 20 phân này. Đáy 20 phân. Ừ, 20 phân. Anh đổ là một lớp bê tông với một sắt rồi dưới đầu. Bê tông với sắt. Xong bắt đầu trên mình đổ một lớp bê tông nữa. Có nghĩa là mình đổ một lớp bê tông xong bắt đầu cái mình mới đặt ống vô. Đặt đường ống vô xong bắt đầu đổ. Mới đổ một thêm lớp một lớp nữa. Lắp hết ống đi. Đó. Dạ. Là được, lúc đổ là đi chung với cái này là xây sâu ha anh. Cái phía kia là đổ hả? Có nghĩa là mình đổ trước rồi bắt đầu mình xây lên. À. Khi mà mình đổ xong cái là mình chặn cái đường gạch là liền với lại cái bê tông đó luôn. Cái lúc trước là cái nền này là chưa có xây, anh mới đào lên đó hả? Đúng không? Hồi trước là cái sân không thôi đúng không? Sân này cái sân này hồi xưa mình làm để cho xe tải nó vô nó đổ mùn nó, xong bắt đầu khi mình định làm rồi bắt đầu mình mới cắt. Dạ. Rồi cái hệ thống lọc anh có tham khảo thêm chưa? Tại em thấy giờ người ta bỏ chổi nè, di mắt nè. Thì đó. Dạ. Vừa làm mình vừa tham khảo trên. Dạ, tại em biết sao nếu mà dùng lưới á, tại hồi xưa em cũng dùng lưới. Nhưng mà sau về sau em cái cong mà mình lấy bên ngồi giặt á, tại nó bám được lỗ lưới á. Chính vì như vậy cho nên là bây giờ mình không phải giặt nữa. Dạ. Đó, mà mình chỉ xúc thôi. Mình xúc đây rồi nó tự động nó chui sang bên kia. Nhưng mà nó dính vô cái lỗ lưới sao mình xúc được? Mình bơm vòi. Bơm vòi xịt mạnh xuống hả? Xịt mạnh xuống. Dạ. Đó, chính vì như vậy cho nên mình phải làm mấy cái học như vậy. Dạ. Đó là mình còn đang là có một cái thiết kế của mình khác không? Cái vị mà cái vị người ta gọi là vị vị chuồng heo đó. Vị chuồng heo hả? À. Vị màu vàng vàng cái đó đúng màu không? Vàng vàng đó. Dạ. Mình sẽ đặt lên trên. Đặt lên trên. Hơn cái đáy này khoảng cái chừng 5 phân hoặc 10 phân. Dạ. Để nó có tất cả những cái gì mà nó xuống là nó sẽ ở dưới đó. Nó dưới đó hết. Dạ. Nó không có nổi lên trên này được. Dạ. Xong rồi cái lên xong rồi cái mình xúc cái là nó sang bên kia này, cứ xúc là mình hút nó đi. Dạ. Chứ người ta cũng nói mỗi một lần mà rút vỉ với lại rút lưới lên. Dạ. Rửa nó cũng cực lắm. Dạ. Đó. Đúng rồi là... Mà anh biết sao không? Dính vô mấy con này mấy mốt cực lắm. Suốt ngày nuôi nó cực lắm á. Lo lắng ngày chăm cho nó riết cũng mệt. Nói chung là khi mà mình nuôi rồi thì mình mới cảm nhận được cái là mình làm từ A tới Z thì chắc dạ. Nó hay hơn. Để mấy mốt anh làm xong hết rồi cái khi nào có dịp các em ghé em quay cho mọi người xem cái quang cảnh. Tại thấy đá điếc đồ mình mà anh tự làm hơn nữa. Cái đó mình cũng gọi là mỗi một ngày mình chỉ gắn một hai viên đá lên coi xem nó như thế nào. Dạ. Có người ta làm một cái hòn non bộ trắng đâu. Dạ, trời ơi lâu dữ vậy. Nghiên cứu, có nghĩa là mỗi một ngày người ta chỉ gắn có một hòn đá thôi. Đem cái bơm cho anh chưa? Đúng không? Có. Nên là mình nói chung là mình cái này cũng giống như là cái bơm này cũng cái hồ tám khối thì cái lọc của anh làm bên đó anh tính được nhiêu? Cái lọc á? Dạ. Tại vì cái lượng nước này thì nó không có quan trọng là 8 khối với cái hồ lọc bao nhiêu cả. À. Không, nhưng mà bữa anh xây đó bên đó bao nhiêu anh biết không? Cái này mình xây mình cũng không nhớ rõ lắm. Là nhắm nhắm coi như mình cứ cắt nó cỡ vừa mình làm thôi. Ý là nhắm khoảng mấy khối anh hả? Cái chiều này nó là còn 80 nè. Dạ. 80 đó. Thì cái phần đó bằng cái phần này nó lớn hơn. Thì hai cái thằng này nó bằng nhau. Không, anh tính luôn cả cái ô này luôn nè. Anh lấy ngang dài nhân rộng nhân cao ra số khối của này luôn. À, dài nhân rộng thì cái thằng này nó là 1m6.
Dạ. 1m6 ngang 80. Dạ không. Cái này là qua đây là từ đây qua đây là 1m6. 1m6. Đây 80. 80. Rồi sâu bao nhiêu anh? Sâu cái này nó sâu tới 1m1. 1m1 hả? Dạ. 1m6 x 80 1m1 là gần 2 khối lọc. Dạ. Vậy cũng ok rồi anh ơi. Chủ yếu là tùy theo cái mức độ mình nuôi cá gì rồi và như thế nào, cho ăn như thế nào nữa. Nói chung là mình cũng cứ tập trung cái đầu óc vô mấy cái hồ với lại mấy cái con cá, coi người ta nuôi rồi người ta vẽ. Dạ. Cái đó trên cái mô hình kỹ thuật của người ta vẽ sẵn. Dạ. Rồi mình cũng dựa vào đó rồi mình pha thêm, trộn thêm tí mắm, tí muối cứ ngồi nghiên cứu cái ra thôi. Chứ biết rồi nó ra. Dạ. Chẳng hạn như là về vấn đề mà xây dựng thì rồi các bạn, mình tranh thủ mình ghé xíu rồi mình quay sơ sơ các bạn xem thôi. Hồ là 8 khối lọc 2 khối, còn cái cách lọc của ảnh thì do ảnh nghiên cứu theo cái cách của ảnh rồi. Hôm nay mình ghé quay clip tới đây thôi, chào tạm biệt các bạn nha, nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình, bye bye.